Đừng đẩy xe cút kít để kiếm sống, chàng trai này giờ thành tỷ phú bất động sản, lò top người giàu nhất đất nước. Sự nổi tiếng của Caesar đeo là câu chuyện đầy cảm hứng về một chàng trai sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng vẫn chạm tới thành công ở Nigeria. Caesar Baumiguguldeo được biết đến là giám đốc điều hành của công ty Suzuki Moto Construction Limited, gã khổng lồ xây dựng các tòa nhà đặc biệt trong các khu dân cư cao cấp. Đặc biệt, anh được đánh giá là một trong những tỷ phú trẻ nhất Nigeria với thành tựu lớn trong lĩnh vực bất động sản. Theo Kama, ước tính giá trị tài sản dòng của Caesar Bowmi Gugendale là khoảng 400 triệu USD, hơn 180 tỷ Nezer Nigeria, nằm trong danh sách những người đàn ông dưới 40 tuổi giàu nhất Nigeria và được coi là một trong những tỷ phú trẻ nhất ở nước này. Sinh ra vào năm 1981 trong gia đình có cha là quản lý làm việc ngày 9 tháng 5, còn mẹ là doanh nhân toàn thời gian. Anh trưởng thành trên đường phố ở Lago, Nigeria và theo học các trường công lập. Sau khi rời trường cao đẳng Model, Caesar Bomi Google đeo chuyển đến nước Anh để theo học ngành luật tại Đại học Anza Ruskin. Vì đã đi nhiều nơi nên Caesar Bomi Google đeo nói được tiếng Ho tiếng Dơ bơ, Pháp, Tây Ban Nha, một chút tiếng Ả Dập và tiếng Nhật. Khởi nghiệp nhớ kinh doanh xe đạp. Trong khu phố Âu Câu Âu bờ nghèo khó mà Caesar Bomi Google đeo sinh sống, chỉ có hai hộ gia đình sở hữu máy phát điện trong hơn 47 ngôi nhà. Hiện trạng này trở thành yếu tố thách thức, khiến anh căm ghét cái nghèo và quyết tâm thay đổi số phận. Đến nay, Caesar Bomi Google đeo thừa nhận rằng nghèo đói vẫn là động lực chính của anh. Với tư cách là con trai của người mẹ làm nghề buôn bán và lớn lên quanh khu chợ ốc Aegean, Caesar Bomi đeo có cơ hội quan sát những thương nhân cần cù. Dám nghĩ, dám làm. Cũng nhờ đó, Caesar Bomi Google đeo tiếp thu được những kiến thức đầu tiên về kinh doanh, học hỏi được các khía cạnh khác nhau của kinh doanh. Điều này phần nào ảnh hưởng đến niềm đam mê kinh doanh của Caesar Bomi Google đeo. Khi phụ công việc ở chợ, Caesar Bomi Google đeo có thời gian ngắn làm công việc đẩy xe cút kít cho mẹ để vận chuyển hàng hóa. Anh cũng giúp đỡ những dân buôn khác bằng chiếc xe cút kít của mình, nhờ đó kiếm được chút tiền công. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, Caesar Bomi Google đeo bắt đầu kinh doanh xe đạp. thuở mới vào nghề, anh chỉ sở hữu một chiếc rồi tiếp tục mua thêm khi công việc phát triển. Đến khi nhận ra mình có vận mệnh trong kinh doanh, anh chuyển hướng sang lĩnh vực khác. Bất ngờ dễ hướng sang kinh doanh bất động sản. Dù có bảng luật, Caesar Bomi Google đeo bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực mới rủi ro. Mối quan tâm đến bất động sản của Google đeo bắt đầu khi anh sống ở miền nam nước Pháp vào năm 1998, môi giới các giao dịch trong quản lý dự án và tài chính. Song bước đột phá lớn đầu tiên của anh là vào năm 2011, khi anh mua căn hộ ở Paris, Pháp và quyết định sửa sang lại. Sau khi hoàn tất việc cải tạo, anh bán căn hộ với giá gấp đôi hồi mới mua. Điều này đã khơi dây và làm sâu sắc mối quan tâm của Caesar Bomi đeo với ngành bất động sản. Kể từ đó, anh dồn sự tập trung vào con đường này. Dựa trên tầm nhìn về tái định nghĩa cuộc sống sang trọng, tập đoàn Suzy Moto ra đời vào năm 2013 với sự hợp tác của Zerjit Anzahi. Ông chủ bất động sản ở Ả Rập Xê Út và là chủ tịch của công ty đầu tư bất động sản DAM. Công ty được đặt tên theo người cố vấn của Caesar Bomi là Suji Mouto giáo sư Đại học Nhật Bản. Caesar Bomi đeo thường mô tả vị giáo sư này là người đã nâng cao sự tự tin và gây ra sự thay đổi trong cả cuộc sống lẫn công việc kinh doanh của anh. Dự án bất động sản lớn đầu tiên của công ty là Đại lộ Lincoln, dãy gồm 16 căn nhà phố với các căn hộ 4 phòng ngủ ở thủ đô Accra của Ghana. Sau đó, công ty tiếp tục xây dựng căn hộ cao cấp Medici Tezersit ở Lago. Ngày nay, Suzy Moto Construction Limited là công ty con của tập đoàn Suzy Moto, tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, có văn phòng tại các thành phố lớn của Lago, Abuja, thủ đô Nigeria, Accra, Giza, thủ đô Ả Rập Xê Út, Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Manzit, Tây Ban Nha và Pazit. Những ngôi nhà sang trọng của Suzy tâu đã thu hút những khách hàng như giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia, tỷ phú và nghệ sĩ như ca sĩ Davido. Anh cũng là người đứng sau ngôi nhà sang trọng trị giá 1,5 triệu USD của Davido ở Bernaner Island, Nigeria. Công ty của anh cũng báo cáo doanh thu hàng năm là 30 triệu USD, có được từ nhiều dự án xa xỉ đang được triển khai ở Lagos và Abuja. Các hoạt động từ thiện, từ thiện cũng là lĩnh vực mà Caesar Bomi Google đeo thích thú. Vào năm 2015, anh đã tặng một căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi và giáo dục cho Ole Zumok Orizagerner. Người bán bánh mì đã trở thành người mẫu được nhiếp ảnh gia kiêm nhạc sĩ Tibe lâu phát hiện trên đường phố Lago. Về CSR, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, công ty Suzy Moto đã tặng quà cho 10.000 phụ nữ, mẹ đơn thân, quá phụ và những người Nigeria kém may mắn khác. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 40, hơn 400 học sinh của Bờ Giai School đã được hỗ trợ và nhận được khoản quyên góp tiền mặt học bổng miễn phí. Nhờ những tác động tích cực đối với ngành bất động sản tại quê hương, Caesar Bomi Gugendale đã đạt được một số sự công nhận và giải thưởng. Trong số đó có bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Perseus Connerton ở bang Ohio và doanh nhân trẻ tiên phong của năm 2020. Nhiều kênh truyền hình, nền tảng và các hãng tin uy tín như CNN, CNBC Châu Phi cũng từng đưa tin về những nỗ lực của doanh nhân người Nigeria. Theo Legit, em